Chúng ta vừa học được hai vần mới, đó là những vần gì? Cô mời Bảo Phúc. Cô mời Huyền Trang. Yên. Các bạn đã vừa học việc 1 rất tốt. Trước khi sang việc 2, chúng mình cùng vận động thư giãn một chút nhé. Mời em. Mời các em quan sát và nhận xét phần bảng của cô nhé. Bạn nào cho cô biết cô đã viết vần yên, yết như thế nào? Cô mời bạn Châu. Hello cô, vần yên gồm có 3 chữ IN, cao 2 ly, viết liền nét. Vần yết gồm chữ cô khen bạn Châu giỏi lắm. Cô mời cả lớp cùng quan sát cô viết mẫu nhé. Vần yên đặt bút từ đường kẻ 2, lia bút lên đường kẻ 3, nối xuống cao 2 ly viết nét chữ Y. Liền sang nét của chữ E cao 2 ly, nối liền sang nét của chữ N cao 2 ly. Vần yết, điểm đặt bút từ đường kẻ 2, lia bút lên viết nét chữ Y, nối liền với nét chữ E và nối liền với nét của chữ tờ. Các em được vần yên, yết, viết thường. Cô có tiếng mới. Yến.
Cô mời bạn Bảo Phúc và bạn Mai Trang. Mời các em nhận xét bài của hai bạn nào. Cô mời Quỳnh Chi. Em thưa cô, theo em cả hai bạn đều viết đúng ạ. Hai bạn đều viết đúng về âm. Ở tiếng Yến có luật chính tả mới để ghi âm. Hôm nay cô sẽ dạy các bạn. Nguyên âm đôi ia trong vần có âm cuối được viết bằng hai cách khác nhau. Viết bằng y ngắn ê nếu tiếng có âm đầu. Viết bằng y dài ê nếu tiếng không có âm đầu. Như vậy, bạn Mai Trang đã viết đúng theo luật chính tả. Chúng mình cùng làm theo cách viết của bạn Mai Trang nhé. Cô cảm ơn cả hai em đã viết bài rất tốt. Mời các em nhắc lại luật chính tả viết nguyên âm đôi ia trong vần có âm cuối. Mời các em phân tích lại tiếng Yến. Yến, Yến sắc Yến. Tiếng Yến có vần gì? Cô mời bạn Quỳnh Ngân. Em thưa cô, tiếng Yến có vần Yên ạ. Cô cảm ơn. Cô hướng dẫn cả lớp viết vần Yên trong tiếng Yến. Cô có tiếng mới. Yết. 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 Sắc. Yết. Mời các em viết bài. Trong tiếng yết các em vừa viết có luật chính tả gì? Cô mời bạn Minh Châu. Em thưa cô, trong tiếng Yết có chữ luật chính tả là nguyên âm đôi ia trong vần có âm cuối được ghi bằng hai cách khác nhau, viết y ngắn ê nếu tiếng có âm đầu, viết y dài ê nếu tiếng không có âm đầu. Cô khen bạn giỏi lắm, mời bạn ngồi. Tiếng Yết có vần gì? Cô mời bạn Huyền Trang. Em cho cô biết có vần yết. Rất giỏi. Cô hướng dẫn các bạn viết vần yết trong tiếng yết.
Cô mời các bạn viết tiếp. Yết, kiến. Cô mời bạn Minh Châu. Mời bạn lên xếp hàng cờ. Cờ thấy bạn biết chúng ta đẹp rồi. Cảm ơn bạn. Giữa tiếng yết và tiếng kiến, kem chú ý khoảng cách giữa các chữ. Các em sẽ viết gì trong vở trang 37? Cô mời bạn Bảo Phúc. Em thưa cô chú, em viết yên, yết, y ngắn, ê, yên, yết, y dài, ê, yết, kiến. Yên. 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 Yên, ở yên. Cô khen lớp mình hôm nay viết bài rất tốt, có nhiều bạn viết đẹp. Vần yết khi viết chú ý nét nối giữa ê và tờ. Các em sẽ tiếp tục luyện viết thêm ở những giờ viết sau. Giờ học hôm nay của chúng mình hết rồi. Cô khen tất cả các bạn. Cảm ơn cả lớp. Mời cả lớp nghỉ. Chào.
chào các bạn. Các bạn hát vui lên, hồi quả ra cho các bạn hát. Mời các bạn, đâu? Mời các bạn hát bài Hòa Bình Cho Bé. Cô Hòa Bình Mãi Phong, không hai. Cô Hòa Bình Mãi Phong, không giữa trời xanh biếc xanh. Kia là cổ công trăng trăng, mặt trời xây điện hòa. Chào các bạn, mời các bạn ngồi. Bây giờ chúng mình tiếp tục giờ học tiếng Việt. Chúng ta đang học vần gì? Cô mời bạn Châu. Em thưa cô, chúng ta đang học vần yên và vần yên à? Việc 3. Mời em đọc các tiếng trên bảng. Yên, lại, bạc, thiệt, thiệt, ngã. 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 Trong các tiếng trên bảng, có tiếng nào chứa luật chính tả? Cô mời bạn Đức Anh. Em thưa cô, các tiếng chứa luật chính tả là tiếng yên, tiếng kiệt, tiếng nguyệt. Tiếng yên chứa luật chính tả nào? Cô mời bạn Phương Nga. Em thưa cô, tiếng yên chứa luật chính tả đi. Nguyên âm đôi yên. Nguyên âm đôi yên trong vần có âm cuối được ghi bằng hai cách khác nhau. Viết y ngắn ê nếu tiếng có âm đầu. Viết y dài ê nếu tiếng không có âm đầu. Trong tiếng kiệt có luật chính tả nào? Cô mời Minh Châu. Em thưa cô, tiếng kiệt chứa luật chính tả âm cầu phía trước nguyên âm e i phải viết bằng con chữ k. Trong tiếng nghiệt chứa luật chính tả nào? Cô mời Bảo Phúc. Em thưa cô, tiếng nghiệt chứa luật chính tả ghi âm m
Cô đọc mẫu. Yên. Yên, n, yên. Âm chính, y.